Trời ơi, đeo quẹt thấy ghê á. Tiếp tục. Rồi xong. Lên mặt lên chắc luôn. Lấy cái này nè. Thì bây giờ mình sẽ vào khu bánh này nha các bạn. Có mấy món đồ ăn chỗ này nè các bạn. Rất là nhiều đồ ăn ở đây. Đồ ăn ướp lạnh đây nha các bạn. Chiên các bạn. Cái này mà hấp hành cái là ngon các bạn. Để hết cho chú Nguyên 25.000. 25.000 một chỉ như vậy nha các bạn. Con gì? Con gì? Con gì vậy? Nhộng. Nhộng gì vậy? Giờ mình sẽ đi lên khu mua đồ. Không mua là hết rồi.
ở đây có nhiều quê bạn có rồi, cấp mắt này có nhiều quê bạn chưa có. Mắt nhiều quê. Kẹo kẹo gai không? Đây là khu kẹo của chúng ta. Rồi đứng đi, chụp luôn nè. Ok. Đây là khu trưng bày ly khá là đẹp các bạn. Đây là khu bán đồ dùng. À, bên này là khu trò chơi. Bên này là khu đồ nè. Khu trò chơi là khu center. Đây là gấu quần rất là rẻ nha các bạn. Đây, con gấu cánh cụt này chỉ có giá là 44 ngàn thôi các bạn. Đây, gấu cánh cụt đây, đây con này nha. Khá là rẻ. Gấu này 22 ngàn. Gấu này khá là rẻ luôn, có 22 ngàn thôi. Gấu này chỉ có... Đây, giới thiệu với các bạn, đây là gấu 22 ngàn con. Con này bán đồ dùng đồ nha các bạn, chỉ có vòng rất rẻ, rất rẻ, giá rẻ bất kỳ, giá rẻ rất chơi. Ở giờ đang trong thời gian sale nữa nha các bạn. Quay đứng cái máy lên. Đây, gói cá mập với giá là 100.000 đồng thôi nha. Đây còn con này là đẹp nhất trong đây nè. Chỉ với 44.000 thôi. Rẻ rất rẻ. Giờ mình sẽ theo chân đi tiếp nha các bạn. Đi đậm cho trẻ em. Thì ý định tiếp theo của anh là gì? Gà rán. Ok, tốt. KFC. Chụp lên mô hình ơi. Đây. Đứng đi, chụp ra. Đây là chỗ chụp hình. Giờ mình sẽ đi tiếp nha các bạn. Đi làm cái tới luôn nè. Đây là đồ của người già. Hình với bé heo. Rồi cái nữa nè. Rồi đi tiếp nha các bạn. Bạn thấy không? Đây là túi. Túi cái này để đeo vai nha các bạn. Để tiếp nè. Cả bảy. Cả bảy cái siêu quốc gia. Mình sẽ lấy cái đồ kéo hàng nha. Đây là khu bán dép. Khá là nhiều đó, dài dài dép đẹp. Chỗ này là cái chỗ mà quạt nó thổi xuống nha các bạn. Đứng rất là mát luôn. Nguyên là tôi nhưng cái fly ca không bay từ đại bay xuống coi. Chụp nhóm chơi đi. Giờ mình sẽ cùng bạn Di đi xuống hàng vậy nha.
Này, đi đường trong này nè, đi đường trong này nè. Bất ngờ đấy, nhớ ngày sinh nhật huyền thoại chiki. Nhắc từ xin mời nhân viên thực phẩm của ngày mai bán hàng kèm đồ kèm nguyên liệu 450 để về cho quý vị sơ bộ tình bằng hàng mày ở dưới cuối nha các bạn. À, ở dưới cuối luôn á. Đây là dầu ăn đồ. Đây nè, đây nè, đây nè. Bên này nè. Trên đó đấy. Ở trong này nè. Đây là khu quán mì nha các bạn. Mì và cháo. Mì mới hả? Chụp lại, chụp lại. Rồi, giới thiệu thương hiệu mì. Kiểu này bị bán quyền rồi chết luôn. Tính mua về mà đi ăn luôn. Mì xào spaghetti này nhá. Ê, mì xào tấu quân nè. Thà các bạn ha. Ăn mì nào đây? Không nên đọc ngược là mì trộn trứng muối. Mì spaghetti. Mì này giống như mì Ý nha các bạn. Ăn cái nào? Mì spaghetti luôn có tiền nha. Mì xào táo quân 10 ngàn nè. Đúng nghĩa, mì xào táo quân 169 ngàn. Cái đó là giá bán sỉ á. Sao? Để vô coi à. Ủa, có lẽ cái mì spaghetti này ngon hả? Bao nhiêu tiền? Đó là bao nhiêu tiền? Rau dạch lại sao có. Spaghetti đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đâu? Đi qua, đi qua. Bye. Khó gì lắm. Nào để cho ngày mai đây. Không biết là mua loại mì để cho ngày mai đây. Các bạn hãy bình luận nha. Đây là mì trộn trứng muối cung đình. Và đây là mì spaghetti. Spaghetti. Cái nào đó, rồi chơi. Có dừng. Cái giờ mình sẽ đi tiếp nha các bạn. Đây sẽ là hướng dẫn viên của hôm nay. Đây là cái loại mì umachi. Đây, các bạn có muốn mình quay thử thách về mì nào? Cay, khá là cay. Các bạn muốn mình thử thách ăn mì nước hay là mì khô đây? Đây là mì khô. Đây, rất là nhiều loại mì cay. Rồi mình sẽ đi tiếp nha các bạn. Ở đây thì dành cho trẻ em, người lớn luôn. Giờ mình sẽ thử thách đi tìm. Ở đây là gũ đây. Thử thách giờ mình sẽ thử thách đi tìm hai mấy người hồi nãy nha các bạn. Rồi đi tiếp nè. Đây. Mì trộn. Số này nhiêu? Giá khuyến mãi. Các bạn nghe không nghe không? Nào lắm. Hả? Thôi nghĩa mà mì đó. Có mì xào tấu quân kia. Rồi cái đó ăn nè. Dịch ngược cái tên nó lại thấy là không ngon rồi. Các bạn không nên dịch ngược cái sao tao quên lại. Cái gì đây? Đây bây giờ mình có mua cái móc trong này nha các bạn. Đem về mình móc đồ. Đây là cái này mình kẹp vô máy là mình để mình chụp hình được. Đúng rồi các bạn. Rất là tiện lợi. Vừa làm móc vừa làm đồ dùng các kiểu. Bấm vô đây rồi, bỏ vô đây. Bây giờ.
Đó là nhà nghề thịt của anh Giang hiểu không? Giờ để họ khuyên giờ. Ta phải biết kỹ thuật xử lý tình huống nha. Đó. Xử lý tình gì? Rồi mình sẽ đi vào bên Jollibee ăn gà rán. Mình theo chân mình nào. Vì cái đó mới ngon kìa. Đó không ngon đâu. Ngon, cãi. Quay, chạy luôn. Yeah. Rồi mình sẽ ra tính tiền. Tính tiền xong mình sẽ đi. Mình đã tới Jollibee rồi nè. Mình sẽ order. Cả những sâu nè. Trang rồi á. Không biết chai không thì coi. Biết ngay. Ngon không mấy người? Ngon chết rồi.